So, can you tell me what did you do today? Today I stay at home. I did housework. I had lunch. I played badminton. And I studied. Did you finish your final test at school? Yes. Did you have a great result? Yes. Yeah, congratulations. Rồi bữa nay thì chúng ta sẽ ôn lại những cái đơn vị từ unit 1, 4 to unit 7 nha. Và tiếp sau mình sẽ take a test, ok? Take, đúng không nào? Ok. Rồi. Do a test, ok? Right. So, just well, this one first. Can you see the screen? Yes. Can you tell me some adjectives about to describe about some people, about their appearance? First, about their. Okay. Mình sẽ look through all the words over here. Mình nhìn thôi. Don't say out loud because you learn already. Okay, these are some adjectives to describe about somebody's experience, appearance. Okay. To remember easily, yeah, they are great word webs. Okay, there is a great word webs for you. Like when you want to talk about ear fit, ear fit, hand, nose, head, eyes. Okay, you can use big or small. Okay, can you make a sentence with that? Make a sentence like she has, okay? She has small ears. She has small nose. Okay, that's great. Or another example about that. Change the pronoun. You can change the pronoun. Okay. He has big eyes. Okay, that's great. How about this one? With cheeks and face, we can use the adjective chubby. Okay, can you make a sentence with that? He has a chubby cheek. Okay. Chubby cheeks, there are two. Okay, so you need to say he has chubby cheeks. Okay. Two he sides. Has chubby cheeks. Okay, that's great. But with a face, we just have one face, so you can say, how can you say? How can you make a sentence? Chubby face. Yeah, that's great. And this one. With hair and fur, okay, we have black, long, curly, straight. Nó theo cái trình tự đó ha. Okay, so can you make a sentence? He has a black hair. Okay, that's great. Nếu mình ghép luôn straight vô thì mình sẽ đặt vị trí như thế nào? He has straight black or black straight? Theo vị trí đó thì mình sẽ là black straight hair ha. Okay. Màu nè. Okay, màu rồi tới hình dạng rồi tới nhân từ. Okay, black straight hair. Okay. And this one. This one. We have long or short. We can use when. He has a long hair. Okay. No. Hair, can you count hair?
hair mình đếm được không nè? Nếu Oh. là đếm được, mình có thể đếm được từng sợi đó, nhưng mà nó quá nhiều. Right? There are so many hair, so we can't, so much hair, so we can't count. Vậy nó bị liệt vô là không đếm được, cho vậy mình không thể đặt ờ được. Mà mình phải là she has long hair. Okay. Được chưa nè? Yeah. Nhưng mà với arms thì mình đếm được nè. Legs thì ta cho S vô nè. Yeah, that's great. Nhớ những danh từ về bộ phận có cái đếm được, đếm không. Chẳng hạn như fur là lông, lông thú á, lông mèo, lông chó này kia rồi, thì người ta vẫn không đếm được. Do vậy không đặt ở phía trước. Okay, so let's move on. We have number 5. Đối với face thì mình có các hình dáng như là nào, speak out loud please. Có là oval. Yes, oval face. Yeah, that's great. He has an an oval face. Yeah, that's great. Face mình đếm được một cái mặt, hai cái mặt, ba mặt đó. Do vậy cứ đặt a hoặc an. Do over nó bắt đầu bằng một cái nguyên âm, do vậy mình phải là an over. Còn những cái r nè, l này kia là phụ âm, do vậy không cần đặt ờ an, mà chỉ cần cứ ờ ờ đặt tới, được chưa? Mà gặp nguyên âm bắt đầu thì mình phải an. Okay, an over face. Okay. Right, number 2. Okay, description. Mình sẽ có to be và to have ha. Ở đây ở đây mình coi chút xíu chỗ này để hiểu thôi, chứ không có cần phải gọi là mình đọc ra ngoài thì nó sẽ mất quá nhiều thời gian. Just one example for one structure, point of grammar. Okay, một cái điểm chỉ về ngữ pháp thôi. Thứ nhất đó là subject, to be, adjective. Okay, thì mình đặt một câu là okay rồi. Okay, so can you make a sentence, one sentence? Okay. Chẳng hạn mình nói là okay, she không được ha. She is beautiful. She is beautiful. Chẳng hạn. Okay. Thì mình biết là cái tính từ nó sẽ đứng sau to be để làm gì nè? Nó bổ trợ cho cái chủ từ ha. Okay. Để mô tả cổ thì mình sẽ có tính từ beautiful. Nó cũng mang vị trí là giống như bộ ngữ. Okay. Rồi tiếp theo mình sẽ có have. Thì nãy giờ mình cũng đã đặt quá nhiều rồi ha. Okay. Đối với các động từ, các chủ từ nào thì mình dùng với động từ has nè. Minh, can you tell me some? She, he, it, hoặc là một cái tên riêng đó nha. Tại vì cô thấy cái phần này con ưa bị sai nha. Trong cái bài kiểm tra thì mình ưa bị nhầm cái chỗ mà chia động từ nha. Ok, chú ý cho đó chú. Rồi. Và đối với cái số ít thì chúng ta phải mượn gì nè? Mượn trợ động từ gì nè? Doesn't. Số nhiều mình mượn trợ động từ là rồi có một chỗ như thế này mà mình phải chú ý nha. Không, ngồi thêm chút xíu nữa này cho. Chị đứng đây, đứng đây, nha. Giờ thêm chút nữa đi mẹ cho nha. Dạ, mấy anh chạy ra rồi mẹ không. Ok. Rồi ở đây thì mình sẽ có là ok, động từ have, và mình nhìn thử xem khi nào mình sẽ sử dụng động từ have để đặt câu nè. Nó khác gì với cái động từ to be? Chẳng hạn ta hỏi là
chỗ này đi. Khi nào thì mình sẽ sử dụng cái how để mình đặt câu, chẳng hạn mình mô tả về cái gì? Have hoặc là has á, mình sẽ mô tả về cái diện mạo ha, rõ hơn, chẳng hạn như là mình nói là she has, he has, nhưng mà khi mà mình nói về cái gì? Về chiều cao, về một vài cái tính chất ha của người đó, thì mình sẽ dùng động từ to be. Ok, được chưa nào? Chẳng hạn ha. Rồi. Ở đây thì mình sẽ chọn là has để mô tả về cái gương mặt. Ok, so which one is correct? Cái nào? Mình nhìn lại xem một lần nữa nha. A, B, C. Which one? A. Ok, A, ok. Rồi, bây giờ mình kiểm tra C nha. Ok. Brown, black. Ok. Long straight ha. Ok, face thì mình không có dùng được ha. Cái này nữa. Cái gương mặt ở đây thì mình phải dùng là round, over hoặc là square, chữ điền á, nhớ mà. Hoặc là có khi là triangle nữa. Triangle là hình tam giác, cũng có người mặc tam giác nữa. Ok, chứ mình không có dùng là blonde được, đúng không nào? Blonde là để chỉ cho cái màu của gì? Tóc thôi ha. Long hair, black hair thôi. Ok. Rồi, tiếp tục. What eye color? Lisa have. Thì mình sẽ chọn cái trợ động từ nào nè. Cái này mới quan trọng nè. Bạn cứ bị lộn chỗ đây. Yes. Ok. This one, number 3. Number 3 is me. Okay. And number 4. Khi mình nói về cái tính chất của người đó. Okay, chứ không có mô tả thì mình dùng cái gì? Mình dùng động từ to be hay là dùng has? Động từ to be. Yeah, that's right. Tại vì mình nói cái tính chất được không? Chứ mình không có nói, mình không có nói về cái mô tả. Mình không có mô tả chi tiết. Chẳng hạn như là tròn, mặt tròn hay là tóc dài đen thì mình mới dùng has này kia rồi. Ok, rồi. Mấy cái bài đọc được thì mình bỏ qua, mình chỉ nhấn mạnh vô cái phần này thôi. Okay. Rồi. Bây giờ con nhìn vào đây sơ sơ chút xíu nè. Rồi mình mô tả giùm cô hộ một người nha. Ok, just describe about this person. Mấy giờ con muốn ra sớm mấy giờ? Mấy giờ con ra Minh? Right, okay. So can you describe about this person? This guy? Okay. Con mô tả về cái người này nha, Minh. Sao cái camera bên con nó bị mờ là tại gì? Mờ. Con chỉnh hay gì ạ? Không, mấy con ở chỗ cũ rồi nhưng mà camera bị mờ, nghe bị mờ. Cô tưởng con chỉnh cho cái nó bị mờ xung quanh. Ok, right. Bây giờ con cho cô biết ha. Ok, so can you describe about that guy, that man? Ok. Mình sẽ nói về chiều cao trước đi. So, thì mình dùng với động từ to be ha. Hoặc là mình dùng để mô tả ảnh là đẹp trai hay là gì đó. Thì mình dùng to be luôn. Ok. So, rồi sau đó mình mới nói chi tiết ra. Mặt sao này kia rồi sao ha. Thì mình mới dùng đầu từ to have. Thì chia đó. Has a. Ok, now let's go. Rồi con nói đi.
He's middle age. He's middle age. He's tall. Tall. Mình nói thoải mái rồi tại vì mình nói một vài. He's tall. He's slim. Yeah, that's right. Slim cũng vừa rồi. Yeah, that's right. It's good. He has a brown eyes. He has brown eyes. Okay. He has a long face. Long face. He has a small mouth. Mouth đây mình sẽ để em thở chứ được. Mouth. Okay, that's right. He has a thin lips. He has a thin lip. Thin lips. And he has a small ear. Okay, I think that's enough. But just pay attention to this one. Mình đặt cái mạo từ ở cái vị trí nào nè. Mạo từ ở kia nó là một cái vật ha mà đếm được nhưng mà ở dạng số ít. Chẳng hạn như đây con đang nói là anh có cái đôi mắt màu nâu thì mấy đợt là mấy cái, mấy con mắt? How many? Mấy two không? There are two eyes, right? One, two. Vậy mình có đặt được chữ ờ phía trước không? Mạo từ ờ. Thì mình và mình bắt buộc phải thêm s vô tại vì hai con đều màu nâu hết chứ không có một bên đâu. So you have to say he has brown eyes, not a brown eye. Okay. Đúng nào? Mình mô tả ở cái dạng số nhiều nhất của cái bộ phận đó. Chẳng hạn như bộ phận đó có hai thì mình phải mô tả cả hai đều cái màu đó, cả hai đều cái cấu tạo vậy. Được không? Chứ mình không có tách ra một cái để mình mô tả thôi, còn cái còn lại thì nó nếu nó khác, nó khác. Chẳng hạn một con bị giống như mù đi chẳng hạn. Con kia nó màu trắng. Ok. Thì mình nói là he has một con là brown, còn cái là eye là white chẳng hạn. Tại vì mấy người mù thường là mắt là chỉ thấy trong trắng thôi. Đúng nè. Thì nó khác nữa. Cái đó là trường hợp đặc biệt, special case. Right. So this one. Face thì mình chỉ có một gương mặt thôi. Anh có một thôi thì phải đặt ở phía trước nha. A long face. Rõ ra như vậy. Now let's see. He has a long face. He has a long face. Okay, good job. And what else? Còn chỗ nào nữa nè? Anh có một đôi môi. Đôi môi là mấy cái nè? How many? No. One or two? Two. Two. Do vậy mình không nói thin lip được mà phải là thin lips. Okay, now let's see. He has thin lips. He has thin lips. Okay, good. Right. Giống như cái lỗ tai thì cũng vậy. He has small ears. Mình dùng cái lượng nhiều nhất của hai cái lỗ tai đó là gì đây? Ears. Hai cái luôn. Yeah. Không đặt ờ. Được không nào? Ok. Yeah. Yeah. Rồi. Chúng ta sẽ di chuyển qua phần tiếp theo. Nói chung là cái phần nào mình ôn thì có thể là có trong bài test rồi, vậy mình cứ ôn nha. Ôn được nhiều ôn. Ok.
có những phần thì nó cũng hơi khó thiệt và cũng hơi dài, như vậy mình cứ skip nó, skip nó, những cái mà quan trọng thì mình nói, còn cái nào mà biết rồi thì mình cứ skip qua tới chừng nào mà mình thất bại thôi. Ok, so now this one. Ở đây thì mình nhìn vô thì biết rõ đây là cái bài gì nè. What the picture talk about? Nói về gì? You can see three arrows. Turn left and right, turn right and left, and go straight. So, what topic is talk about? The picture talks about. Is talk about? Nói về gì nè? Directions. Okay, sự chỉ đường nha. Okay. Vậy bữa hổm thì mình đã học những cái cụm từ này rồi, như vậy bữa nay thì mình sẽ xem thôi, xem để mình nhớ thôi. Rồi mình xem lại nha. Ok. Yeah. Rồi, cái nào mà mình không rõ thì mình hỏi thôi, chúng ta mình đi qua nhanh ha. Ok. Ok, are you clear? Yes or no? Có nào mình không? No. Chỗ nào không rõ nè. Chỗ nào con cứ đọc lên nha. Across nghĩa là gọi là sao, băng qua, hoặc là mình có thể dùng trong cái cụm từ đó là it's across the street, nó trong cái cụm là across the street, tức là ở bên kia đường. Okay. Nhớ không nè, nó có một cái cụm đó là ở bên kia đường, chẳng hạn như mình nói cái bệnh viện nó nằm ở bên kia đường, tức là mình phải qua đường thì mình mới tới, thì mình nói là the hospital is across the street, được không nè? Useful expressions, những cái cụm quan trọng ha, những cái cụm từ. Rồi, mình nhìn thử coi có cái nào không hiểu không? Thường là có một vài cụm thì mình ưa dùng nhiều, và có những cụm là mình cũng ít cứ gặp, nhưng mà mình cứ đọc hết để mình gặp thì mình cũng biết. So, are you clear? Yes. Mm-hmm. Useful verbs. Okay. Những cái cụm này rất là quan trọng. It's important to describe about the way to go to somewhere. Like, go, walk, try, turn left and right, get on, or keep going, keep driving. Khi mà mình giving direction for someone thì mình phải biết được mấy này thì mình mới chuyển ta được, chẳng hạn. Right. Are you clear? Yes. Now clear, hỏi nha. Okay, so this one.
Are you watching? Yes. Okay, so are there any words that you have no idea? Yes or no? Yes. So, có từ nào mình không biết thì mình underline giùm cô nha. Please underline and tell me. Nothing. Chỗ nào? Don't have. Nothing, okay. Thì mình cứ ấy đi, nhớ đọc thuộc nha, tại vì mình sẽ sử dụng để hồi mình mô tả ha. Mình sẽ mô tả lại giùm cô một giống như cái cách để mình đi đến một cái nơi nào đó thì mình phải thuộc một chút xíu. Chẳng hạn là phải đi tới cái ngã tư at the intersection. At the intersection thì mình rẽ trái, thì chẳng hạn mình turn left at the intersection thì mình phải biết ở cái chỗ đó. Rồi mình phải biết là ở cái at the traffic light thì mình turn left, chẳng hạn như là turn right and left thì đó. Được kia. Còn cái underground passage thì ít nói, nhưng mà đa số là có đèn xanh, đèn đỏ rồi đó, cái đèn đèn giao thông, rồi ngã tư nè, hay là bùng binh thì cũng không thấy nhiều. Block có ha, block có. Okay. Phải thuộc lòng mới được. Rồi ở đây là những cái câu mà mình có thể sử dụng để mình asking directions, để mình hỏi được rồi cái người ta sẽ cho mình cái gì, cái chỉ cái hướng đi cho mình, và cái cuối cùng đó là giving direction to drivers, chỉ đường cho mấy cái người mà lái gì, lái xe. Mình con hồi nếu mà lỡ thoát ra con vô lại cái link khác giùm cô nha. Vâng. Mà không, nó bị ấy, cô cài lại làm sao mà giờ mỗi lần thoát ra là phải đưa cái link mới. Thì con cũng ấn vào là vô lại à. Right. Để asking directions, để hỏi về đường á, thì mình sẽ hỏi với cái câu bắt đầu bằng excuse me, nhớ lúc nào cũng phải excuse me để gây sự chú ý của người ta ha. Hoặc là thứ hai đó là mình sẽ giống không phải là xin lỗi người ta, mà giống như mình đang ngắt cái nhịp của người ta, người ta đang đi giữa đường thì mình excuse me, cảm phiền, thì người ta dừng lại thì cũng là ảnh hưởng tới cái công việc của người ta, thời gian người ta, thì mình cũng phải nói chữ excuse me ha. Rồi mình một hồi có rất là nhiều cái để mình dùng. Rồi đây, ở đây có rất nhiều cái câu mình có thể tham khảo thôi, mình sơ qua. Nhưng mà cái câu nào mà dễ thì mình dùng, cái nào dễ thì mình cứ dùng. Can you tell me the way to là dễ đọc nhất, hoặc là how do I get to là dễ ngắn nhất. Còn mấy kia thì I'm afraid that I'm lost gì đó này kia, tôi bị lạc đồ này kia, thì nó hơi khá dài, it's quite long. And sometimes you can't remember. Khi mà mình rối thì mình không nhớ được. Mình nhớ giùm cô hai cái câu này thôi. Can you tell me the way to? Thứ hai là how do I get to? Là dễ lắm. Rồi, một vài cái cụm từ quen thuộc của mình đó là gì nè. Một vài nó cứ nhắc đi nhắc lại trong tất cả các bài này. Thứ nhất đó là gì? Ví dụ mình nói từ cái từ cái con đường này nè, in this way, thì mình go gì? Go straight gì? Go straight ahead. Rồi turn right nè, mấy cái này là dùng hoài nè. Rồi đi dọc theo cái con đường, đi theo hoài. Go gì? Go along. Rồi đi tiếp tục. Đi tiếp tục nữa. Keep going. Rồi đi bộ ngang qua, tức là đi vượt qua luôn.
walk past. Hoặc là cái cụm từ gì, băng qua đường. Băng qua đường là đi ngang qua đường, có gì? Cross. Walk across. Across the street. Rồi tiếp theo. Ngoài ra thì mình còn có một vài cụm từ, đọc mấy cụm từ lên để ứng dụng thôi. Đó là take gì? Ví dụ mình có hai cái ngã, hai cái hẻm mà đi vô, thì mình sẽ, đây là thứ nhất, đây là thứ hai, thì mình sẽ nói take the first right, take the second right chẳng hạn, được chưa nào? Đây là second, thì mình sẽ chọn cái con hẻm thứ nhất. Rồi go gì? Go straight on. Go straight on là đi thẳng luôn ha. Ok, rồi it's opposite. Rồi còn gì nữa không, cụm nào lạ lạ nè? Đây junction. Junction là gì ạ? Mình sẽ có T junction là ngã ba nha. Ở đây nó có chữ T nữa. T junction là ngã ba. Ví dụ mình nói là tại ngay ngã ba thì bạn quẹo qua phải đi, gặp ngã ba qua phải thì mình nói sao nè? Turn gì? Turn gì? Ngã ba quẹo phải. Turn. Turn right. At the gì? At the junction. Is it? Rồi tiếp. Now let's move on. Rồi, mình có thêm cụm gì nữa nè. Nào mới không? Đây, past. Động từ past dùng dễ hơn nha. Đi qua past cái gì đó. Chẳng hạn đi qua cái bệnh viện nó sao nè. Đi ngang qua. You pass past a hospital. Đó, ok. Rồi, what else? Còn nào nữa không nè? Nhìn thấy nó khác với bên kia. Ví dụ mình bắt đầu đi từ con đường này thì mình sẽ nói sao, take gì? Take this road. Take this road. Rồi, bây giờ bữa hôm mình có làm này rồi. Sau khi mà mình đã đọc xong qua đó thì bạn có thể mình mô tả lại cái cách mà mình đi tới post office khi mà mình là ở chấm đỏ này. You aren't at this red spot and you want to go to the post office but you have no idea and you ask somebody, so how can somebody tell you to go to the post office as easy as possible? Bây giờ con nói thử cho con nghe nè. Ôi, em nhỏ lại. Rồi. Bây giờ thí dụ mình ở đây đúng không này? Thì mình sẽ nói sao? Đây có phải là ngã gì? Ngã gì? 1, 2, 3, 4. Ngã tư. Thì mình có từ gì trong đầu mình nè? Có từ là inter gì? Intersection ha. Intersection. Intersection là ngã ba, ngã tư đó. Rồi bây giờ ở ngay ngã tư thì mình nói sao? At the thôi. Bây giờ at the.
Vậy bây giờ mình nói là đi thẳng rồi nghiêng ngã tư mình quẹo. Quẹo gì? Quẹo trái. Tìm ra nói sao nào? Go straight gì? Ăn thiên công của em đi. Ăn thiên công của em đi, hỏi mình cho mua. Ăn nói không? Rồi. Mình sẽ nói là go straight ahead, right? Đi thẳng. Vâng. Ừ, rồi sau đó mình sẽ là then turn gì? Then turn left. Ừ. At the intersection. Ừ. Rồi tiếp tục mình go gì nữa? Go straight. Go along the street không được ha, đi dọc theo cái con đường đó, được chưa nào? Go along the street không được, không sao, mình dùng nhiều cái. Rồi mình tới cứ nói keep going, rồi go straight ahead luôn, mình đi thẳng luôn đúng không nào? Đi thẳng hoài luôn. Rồi sau đó mình mới vượt qua được cái nào nè, mình thấy cái nào mà mình thấy rõ chữ không? You faster gì nè, kêu người ta faster gì? Faster. Fire. Go straight ahead, đúng không nào? Đi thẳng về phía trước. And faster gì? Fire department. Tức là mình vượt qua luôn cái fire department, đúng không nào? Tức là mình đang đi theo hướng này là thẳng hoài vậy. Ok. Ừ. Rồi sau đó mình mới gặp cái gì nè? Cái này là ngã gì? Ngã này là ngã gì?
không được ta? Con vô được không anh? Ok, so now tiếp tục nha. Và mình sau đó thì mình sẽ, đây là T junction phải không? T junction ngã ba thì mình sẽ at the T junction turn gì? Sẽ turn gì? Turn left đúng không nè? Turn left đúng không? Hay là turn right, left? Và mình sẽ thấy cái gì nè? You will see the post office next to you. It's next to the. Anh sẽ nằm kế bên gì nào mà mình? Rồi bây giờ mình nói lại cho cô nha. Tức là đầu tiên mình go straight ahead, rồi mình sẽ turn left at the intersection. Đúng nè. Sau đó mình keep going. Cứ go straight ahead and keep going until cho đến khi mà mình vượt qua được. Mình thêm chữ until này kia đồ vô. Until you passed the fire department. Và sau đó mình cứ sao nào? Keep going nữa. Right. Sau đó mình turn gì nè? At the authority junction. The you post will. Office is next to the bank. Được không nào? Yeah. No. Đó, theo hướng đó. Okay. Bữa nay mình có nhất thiết phải nghỉ sớm không anh? Có, tại con phải làm thêm bài tập. Nãy giờ lê quay cũng hết giờ. Rồi hôm nay con ở nhà hình như là trung tâm cũng có gửi cho con cái link của cái này kia phải không? Bài của grammar này nè, con lên coi lại. Này là mình mới ôn được hai chủ đề à. Còn cái chủ đề là so sánh nhất và so sánh hơn đó, biết không nè? Comparative and comparison, comparisons and superlative gì đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ superlative and comparative thì mình về mình tự mình coi lại nha. Đoạn tiếp sau mình sẽ làm một cái bài test, được không nào? Về những cái mà mình đã được học từ đơn vị bài số 4, 5, 6, 7 nha. Được không Minh? Ok. Ok, it's time to say goodbye. Cũng là tới giờ ha. Nếu mà con nói 45 là đúng rồi. Do you wanna leave? Yes. Goodbye, see you next time. Vâng.